Xin chào quý vị và các bạn. Để lôi kéo Thanh Sơn toàn tâm toàn ý, cùng hộ cùng thuyền, Khánh Linh không ngần ngại lên giường với anh, còn hứa hẹn sau khi loại bỏ được Vân Anh, sau khi loại bỏ được Hùng Điên, hỏng giết người diệt khẩu, thì cả hai sẽ cao chạy xa bay. Và rồi, sự cố đã tới, Khánh Linh mang thai con của Thanh Sơn. Nhưng cô nàng không ngờ được rằng Vân Anh chính là Uyên Thi. Lần trở về này, với sự cảnh giác, cùng kế hoạch kín kẽ, Vân Anh thành công thoát khỏi những trò ném đá giấu tay, hãm hại của Khánh Linh. Cô còn thu thập được toàn bộ bằng chứng phạm tội của Khánh Linh. Trận chiến cuối cùng cũng tới hồi kết. Khánh Linh cả phần đời còn lại phải sống sau song sắt, ăn năn sám hối vì những gì đã gây ra. Sau khi cô nàng sinh con, cô chỉ còn cách quỳ gối cầu xin Vân Anh nuôi dưỡng. Với tấm lòng lương thiện, Vân Anh bao dung đón nhận đứa bé tội nghiệp. Cô sẽ yêu thương, chăm sóc như khúc ruột của mình, là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Từ ngày Vân Anh về làm vợ Việt Lâm, dù cho Khánh Linh 5 lần 7 lượt bắt tay với bà Hiếu, hòng khiến Vân Anh gây sự, mất điểm trong mắt bà Ngọc, Việt Lâm. Chỉ cần tát nước theo mưa, kiểu gì Vân Anh cũng bị tống cổ khỏi nhà. Chỉ tiếc là Vân Anh khôn khéo, tương kế tự kế, khiến Khánh Linh gây ông đập lưng ông. Cô nàng tức phát điên khi Vân Anh ngày càng lấy trọn niềm tin trong mắt mọi người. Khánh Linh hiểu, bây giờ cô nàng phải đổi chiến thuật, phải khiến Vân Anh bay màu mà ma không biết, quỷ không hay như cách cô nàng từng làm với Uyên Thi, thì cô nàng mới có thể kê cao gối ngủ. Có điều, Khánh Linh gặp phải sự cản trở của Thanh Sơn. Mỗi lần cô giao dịch với Hùng Điên là ý như rằng anh lại ra giá cao hơn gấp 2, gấp 3, khiến âm mưu của cô thất bại thảm hại. Trong khi đó, Vân Anh bằng sự thông minh cùng tài diễn xuất của mình, cô giả vờ gặp hồn ma của Uyên Thi, nói rằng Uyên Thi báo mộng bị người ta giết chứ không phải tai nạn. Uyên Thi cầu mong Việt Lâm tìm ra hung thủ để mẹ con cô được siêu thoát. Và đương nhiên, Việt Lâm vẫn một lòng một dạ yêu Uyên Thi. Giờ biết được tin cô mang thai trước khi gặp nạn, anh càng day dứt, ân hận hơn. Anh quyết tâm sẽ vén bức màn sự thật, khiến Khánh Linh có giật giật mình. Giờ chỉ có cách thủ họa vô tình với Vân Anh, cũng như khiến nhân chứng duy nhất là Hùng Điên bay màu, thì cô nàng mới có thể kê cao gối ngủ. Để làm được điều đó, việc đầu tiên cô nàng cần làm là phải biến Thanh Sơn trở thành đồng minh, phục tùng mọi mệnh lệnh của cô. Khánh Linh khóc lóc tìm tới Thanh Sơn, thú nhận mọi tội ác cô nàng gây ra với Uyên Thi, cũng như những việc làm đê hèn, bẩn thỉu cô từng làm trong quá khứ lẫn hiện tại. Chàng trai si tình Thanh Sơn cảm thấy đáng sợ khi biết rõ con người thật của Khánh Linh. Trong lúc anh do dự, chẳng biết phải làm thế nào, mù quáng bảo vệ Khánh Linh hay vì đại nghĩa diệt thân, vạch trần cô, chấm dứt mọi bi kịch. Thì Khánh Linh cao tay, tiến tới, dùng đôi bàn tay hư hỏng, vuốt ve anh. Thanh Sơn không kiềm chế được cảm xúc, lao vào cô. Và chuyện gì tới cũng phải tới, cả hai đã qua đêm với nhau. Và rồi, Khánh Linh đã có thai. Giờ thì Thanh Sơn không còn sự lựa chọn nào khác, phải bảo vệ Khánh Linh, bảo vệ cốt nhục của mình. Anh chấp nhận nhúng chàm, giúp cô trừ khử Hùng Điên, cũng như loại bỏ Vân Anh. Cả hai còn cấu kết với nhau, bỏn rút tập đoàn Đại Dương. Khi mọi việc xong xuôi sẽ cao chạy xa bay, cùng nhau bắt đầu lại ở một vùng đất mới. Thế nhưng, lần này bọn chúng đã đánh giá quá thấp đối thủ. Vân Anh cố tình bịa ra câu chuyện hồn ma bóng quế. Cô quan sát mọi nhất cử nhất động của các thành viên trong nhà. Cô thấy sự quyết tâm của Việt Lâm khiến cô nhận ra anh không phải là kẻ tình nghi, mà thấy rõ những biểu hiện bất thường của Khánh Linh. Cô cho người theo dõi hành tung của cô nàng, thì biết rõ chính Khánh Linh mới là người đứng sau toàn bộ tấn bi kịch của đời cô. Dù biết Khánh Linh cố tình giăng bẫy, đưa cô vào chỗ chết, nhưng Vân Anh vẫn liều mình bước tới, và cô đã có được toàn bộ bằng chứng kết tội Khánh Linh lẫn Thanh Sơn. Còn Việt Lâm, anh đã sớm nghi ngờ thân phận của Vân Anh. Anh tìm hiểu thì giật mình phát hiện Vân Anh chính là người vợ quá cố mà anh vẫn thầm thương trộm nhớ. Giờ cô chỉ có mục đích sống duy nhất là báo thù. Anh ủng hộ Vân Anh, anh cầu xin cô tha thứ, nối lại tình xưa với anh, để anh có cơ hội chuộc hết những lỗi lầm của mình. Và rồi, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Chiến thắng gọi tên phe chính nghĩa. Khánh Linh và Thanh Sơn đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Vì Khánh Linh đang mang thai nên bản án được lùi lại, đợi tới khi cô nàng sinh con. Quả thật, khi chuẩn bị lên chức làm mẹ thì cô nàng mới hối hận nhận ra cô nàng đã sai ngay từ trong suy nghĩ, ngay từ những bước đi đầu tiên.
nhưng cô nàng đã không còn cơ hội sửa sai. Điều cô nàng lo sợ nhất là đứa con vừa lọt lòng sẽ phải nương tựa vào ai, khi cả Khánh Linh lẫn Thanh Sơn đều là những đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không người thân thích. Khi họ từng lớn lên trong sự cưu mang, đùm bọc của ông Minh, bà Ngọc. Suy đi tính lại, giờ Khánh Linh chỉ biết gửi gắm đứa trẻ tội nghiệp cho vợ chồng Việt Lâm, Vân Anh. Cô nàng mặt dày tìm tới, chẳng nói chẳng rằng quỳ gối, cầu xin. Vân Anh ơi, tôi biết, tôi có lỗi với cô, tôi có dùng mạng sống của mình, cũng không thể trả hết được những nghiệp chướng mà tôi đã gây ra cho cô. Vân Anh bất giác nhớ tới những bi kịch đời mình. Tất cả đều do một tay Khánh Linh mà ra. Chính cô nàng giết chết mẹ cô, sát hại con cô, và suýt chút nữa thì cướp luôn mạng sống của cô. May mắn từ cõi chết trở về, Vân Anh chỉ có ý nghĩ duy nhất là báo thù, đòi lại công bằng cho mẹ, cho con, cho chính bản thân cô. Vân Anh chua chát. Trước khi làm, nếu cô nghĩ tới báo ứng, nhân quả, thì mọi việc đã không xảy ra cơ sự này. Khánh Linh nức nở. Tôi biết tôi sai rồi, giờ ông trời đang trừng phạt tôi. Tôi chấp nhận. Chỉ xin cô đừng bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp này. Vân Anh nhìn xuống, thấy một bé trai còn đỏ hòn, vẫn say giấc nồng. Cô cảm thấy xót thương cho đứa bé tội nghiệp. Vừa sinh ra, cả ba cả mẹ đều phải vào lao tù, rồi tương lai của đứa trẻ sẽ đi về đâu? Khánh Linh nhanh chóng nhận ra ánh mắt đồng cảm của Vân Anh. Cô nàng tiếp lời. Cả tôi và anh Sơn đều không có người thân thích, giờ tôi chỉ biết trông cậy vào cô. Vân Anh ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ, xin cô hãy chăm sóc cho nó, yêu thương nó. Vân Anh từng mất con, lại vốn là cô gái lương thiện, nên bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy. Cô nhẹ nhàng bế đứa bé vào tay. Chẳng hiểu sao đứa bé lại ngủ ngon hơn trong vòng tay cô, rúc vào cô, hít hà hơi ấm. Khoảnh khắc đó, Vân Anh hiểu, cô và đứa bé có duyên nợ với nhau. Cô cũng hiểu, oan có đầu, nợ có chủ. Dù gì, cô cũng tìm được hung thủ. Dù gì, Khánh Linh sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Vân Anh nghẹn ngào. Cô yên tâm, tôi sẽ xem thằng bé như khúc ruột của mình. Khánh Linh rưng rưng. Xin cô, đừng bao giờ nói cho nó biết về sự tồn tại của ba mẹ nó. Tôi muốn nó lớn lên vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải là cảm giác tự ti, mặc cảm. Vân Anh khẽ gật đầu đồng ý, chấp nhận tâm nguyện cuối cùng của Khánh Linh. Đây có lẽ là cái giá thích đáng mà cô nàng tâm cơ Khánh Linh phải nhận lấy. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận nhé. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.